Mù tạt loại gia vị thân thuộc giúp giảm cân hiệu quả. Mù tạt vốn được biết đến như một loại gia vị cay phổ biến trong ẩm thực sushi, có khả năng góp phần vào việc giảm cân một cách tự nhiên. Mù tạt giàu selenium, acid amino và là nguồn acid béo omega tốt cho sức khỏe. Các hạt này còn chứa nhiều khoáng chất như magie, sắt, phốt pho, kẽm, canxi. Mù tạt rất giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa ít calo, hai muỗng đầy mù tạt chứa không tới 35 calori. Vị cay của mù tạt chứa chất có khả năng kích thích quá trình đốt cháy mỡ. Hạt mù tạt chứa nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, nên có thể hạn chế được lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Ngoài ra, giúp tăng cường trao đổi chất, có lợi cho việc duy trì vóc dáng thon gọn. Một điều quan trọng mà những ai muốn giảm cân cần lưu ý là, không phải cứ ăn thật nhiều mù tạt thì sẽ có số đo 3 vòng như ý, nên cho thêm mù tạt vào bữa ăn hàng ngày. Dùng kèm với nhiều rau xanh và trái cây có lợi cho sức khỏe. Để tác dụng của các thực phẩm này được phát huy tối đa,